vào trong trong đời sống rất là hữu ích bằng những cái phương pháp về, ví dụ như một em mà hôm trước mình có gặp, đó là em Thị Đức, là em ấy có một cái mong muốn là đưa cái giáo dục đạo đức của một người con vào trong trường học để các cháu ấy xây dựng một cái ý thức căn bản trước tiên đó, thì sau đó mới có nền tảng để các cháu theo học kiến thức. Thế thì mình mới thấy rằng thì cái hướng mà kết hợp với cả cái đó vào trong giáo dục nó rất là hay. Thế nhưng mà cũng chưa đủ động lực để chị có thể sắp xếp hẳn một cái khóa học tiếng Anh nào đó. Thế xong rồi chị nói rằng là chị có biết đến Hòa Thượng Tuyên Hóa, thầy là một người ở Trung Quốc nhưng mà lại chuyển pháp sang bên Mỹ. Trong quá trình tu học đấy, tất nhiên là có cả tu sĩ nhưng mà ngoài ra thì có cả cư sĩ nữa. Thì trong những gia đình cư sĩ đó thì có cả các cháu đến ở cùng, thì sẽ có cái hình thức là mở một cái trường học cho các cháu đó, vừa học về kiến thức vừa học về Phật pháp đó. Thì chị thấy rằng là thực sự nếu mà một cái môi trường mà đào tạo một con người, nó sẽ đi được căn bản nhất. Cái thứ hai là cái nhìn tổng quan về về, về nhân sinh quan đấy. Thế thì chị thấy rằng là nếu mà mình có một cái nhân viên nào đó đủ đầy để mà tiếp cận được một cái phương pháp như thế thì thấy rất là hay. Đó thì chị thấy ở chỗ Hằng ấy, thì chị thấy rằng là ở trong em có một cái cơ bản mà chị thấy rằng là nhận ra kết hợp cái kỹ năng của cuộc sống này. Kiến thức đương nhiên là tiếng Anh thì em vững rồi, nhưng ngoài ra thì có kỹ năng cuộc sống. Tiếp theo em có cái nhìn nhận về phần tâm linh mà như em chia sẻ trên trang cá nhân đó, thì chị thấy nó rất là hợp lý cho những cái mà mình thấy mong muốn có một cái hình thức giáo dục như thế. Thế thì bắt đầu chị đăng ký từ hè hay Hằng biết đấy, nhưng mà mình mắc phải một cái than lầy về cái cuộc sống của mình. Sau khi rớt mãi từ cái khóa hè cho đến khóa này thì bắt đầu chị mới thực sự là bắt đầu, cũng do một phần là Hằng 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 động viên đấy, thì khi chị tham gia chị mới thấy rằng là rất là hồ hởi nhá. Chị đi khoe với mọi người, gặp ai cũng đi photo hoặc là vào phòng y tế hoặc là có ai cũng nói rằng là chị chuẩn bị học tiếng Anh đây này kia, rồi phương pháp này như này như này. Thế là mấy người có hỏi là thế chị học như nào, rồi thứ phải đăng ký ra sao. Thế chị bảo để chị học một vài buổi đã rồi chị chia sẻ cụ thể. Nhưng mà sau khi học hết buổi rồi thì bắt đầu Hằng thấy là chị rất là trì trệ, vì thế nào mình tự nhiên bị mi cảm là giác như mình không có cái sự chủ động gì hết đấy, thụ động hoàn toàn, ngay cả việc mà mình không biết mở hòm thư nó ra sao, lúng túng này, không biết mở. Xong rồi mình không biết là ngoài cái 2 giờ đồng hồ đấy mình học thì mình cần dành thêm nhiều thời gian khác để mình ôn luyện. Cứ 2 giờ ấy, vừa buông ra khỏi lớp 2 buổi đầu để chị dừng, xong là chị đi cái làm cái việc khác. Thế sau đó thì không mở được hòm thư, thì 5 ngày sau thì không mở được, không làm được bài tập, không theo được lớp. Nhưng sau cuối cùng thì khi mà Hằng nói sẽ bổ túc cho chị một buổi đấy, ôi tự nhiên cảm hứng nó lên rất là nhiều. Thế sau đó thì bắt đầu là đọc lại những cái thư Hằng gửi này, xem lại những cái clip Hằng nói rằng là cái bài ngày hôm nay như nào này. Thì cái quan trọng đến thời điểm này thì chị thấy rằng là cái khóa học này nó không phải là chưa hẳn là mình thu được kiến thức như thế nào, nhưng mà chị thấy cái ấy nhất, cái mà cốt lõi mà hữu ích với chị nhất nhất là thay đổi cái cách nhìn của chị, cách nhìn nhìn về nhiều vấn đề mà chị được xem trong cái bài mà em chia sẻ. Một cái hai là chị được tiếp cận với cái phương pháp mà cảm thấy rằng là cái phương pháp của mình trước nay nó rất là trì trệ. Khi mình đứng với học sinh mình cảm thấy là mình cứ thiếu hụt cái gì đấy, thiếu hụt rất là nhiều. Mà giáo dục bây giờ thì bị, không phải bị đâu mà nó là cái thực tế thôi, là xã hội nhận xét là như thế. Thì chị cũng rất là nhiều thời gian chị đặt câu hỏi là thế làm thế nào trong một cái môi trường như thế. Bây giờ tất nhiên mình nghỉ thì mình cũng sẽ làm thôi, chứ mình cũng không ham hố gì cái vị trí này là để nuôi mình hay là để danh vọng để gì, săn luôn luôn sẵn sàng với tinh thần nếu một cái trường hợp đó xảy ra thì nghỉ việc chị thoải mái thôi. Nhưng mà chị chỉ nghĩ rằng nhưng ai cũng chán như thế, ai cũng nghĩ rằng là trong bối cảnh như thế mà nghỉ mà lại hoặc là không thiết tha nữa thì như thế là mình đầu hàng hoặc là mình chưa thực sự vận dụng một cách linh hoạt. Chị hỏi không biết là sẽ làm thế nào.
trong khi đó mình không được đào tạo, không được tiếp cận. Mình được đào tạo ra chỉ đơn giản là học ở trong đại học như thế, sau đó đi ra trường như vậy và đi dạy với những kinh nghiệm mà mình mày mò thôi. Thì đến khi mà gặp cái phương pháp của em dạy như này thì chị thấy là nó thực sự là nó mình cần phải phát triển, và mình phải là một cái người giáo viên, một người dạy ít nhất là từ trong cái cảm xúc của mình, cái cảm hứng của mình và cái vốn của mình nó đầy đến đâu, kỹ năng của mình thế nào, cái trạng của mình thực sự nào thì mới chia sẻ được cho học sinh, mới nói cái mình lấy ra được. Còn tất nhiên là mình không thể hoàn thiện nhiều, không thể hoàn hảo, thế nhưng mà có cái sự trải nghiệm. Chị cũng chỉ mới được một chút thôi. Ví dụ chẳng hạn như này nhé, bây giờ trong sách giáo khoa sinh học ấy thì đương nhiên tất cả những cái viết đấy là thuộc về khoa học rồi. Nói đây có anh, có bạn Hữu Đức là bác sĩ thì có thể là biết về những kiến thức về khoa học như thế. Nhưng mà khi mình biết ở đây có cô Thảo biết về thực dưỡng và Hằng biết về thực dưỡng, thì khi mình biết về những cái quy luật nói thực dưỡng ấy, thì nó lại tự nhiên nó thành nó đối kháng với những cái gì mình nói với học sinh trong bài giảng. Đúng. Đó rất là khó cho chị để như thế, rất là khó để chị có thể đưa một cái bài giảng làm sao cho đảm bảo được kiến thức để các cháu thi đại học này, thi tốt nghiệp này, nó phải là kiến thức đấy. Nhưng mình thấy là trong thực tế mình làm nông nghiệp của mình thì cái đấy nó không phải tuân theo quy luật tự nhiên. Đó, cái đấy là cái khó của chị về chuyên môn, về kỹ thuật nhá. Cái khó thứ hai là mình muốn triển khai một phương pháp đúng như Hằng đấy nhá, nhưng mà cần như thế thì cần thứ nhất là cái sự tương tác của học trò này, cái thứ hai là cái số lượng học trò và cái thời gian. Nói chung là bây giờ bắt đầu mình hình thành cái ý tưởng là nếu mình muốn xây dựng phương pháp khác đấy. Và tất nhiên là trong bài giảng thì trước nay mình vẫn phải tìm tòi những cái gì nhỏ nhỏ như kể một câu chuyện cho học sinh hoặc làm kỹ năng hoạt động nhóm đấy kia, đều cố gắng là làm nào cho các cháu có cái sự đấy nhất. Thế nhưng mà cũng lại khó nữa là các môn học bây giờ thì xu thế như hôm trước chị xem một clip đấy, là các môn học mà được liên quan đến công việc nhiều ấy, liên quan đến công việc nhiều sẽ được đưa lên hàng đầu. Còn những công việc, những môn học mà không liên quan được nhiều công việc thì các cháu không được chú trọng cho lắm. Thì mình cũng không thể ép các cháu được cái với tinh thần như thế cả. Mình cũng đề cập là bây giờ các con muốn thi trường này trường kia, cần môn này môn kia, nhưng mà cô ấy thì làm sao mà thu hút được cái việc mà các cháu dành cái thời gian đó cho cái môn mình. Đó, nói chung là cũng rất nhiều cái vấn đề nan giải như thế. Thì chị thấy rằng là như Hằng mở được ra một cái hình thức giáo dục riêng của Hằng như thế, mà cho các cháu được rèn những kỹ năng về ăn uống, về cách tạo cho mình cái chủ động rồi các thứ đấy, thì chị thấy rất là hay đó, mà không phải là có nhiều cái nơi trên đất nước mình phải làm được. Thì chị mong là mình cũng không đủ nhiều năng lực giống như Hằng như nào, nhưng chị nghĩ là mình cũng sẽ được đầy dần dần đến cái thời điểm nào đó đủ nhân viên mà mình cần tham gia, mình cần hợp tác, mình ai cần mình đấy thì mình sẵn sàng cùng chung tay. Ừ, đúng rồi. Thế, đó. Dạ, đúng, rất là tốt. Cảm ơn chị Loan đã chia sẻ. Và em thấy cái sự hào hứng và nhiệt tình của chị ngay từ trong những cái buổi học đầu tiên. Em rất là thích. Chị chưa đăng ký học ở đâu tiếng Anh ở đâu, nhưng mà cảm thấy bắt đầu gặp được Hằng, hội tụ tất cả những cái mà mình đang muốn tìm thấy ở đấy. Dạ. Ba cái về việc dạy hay là Phật pháp hay thực dưỡng chứ hết, tất cả mọi thứ em thấy là đó được. Đúng rồi, tất cả. Quay lại với bản thân mình trước. Đúng, chính xác. Quay lại với bản thân mình trước, cứ phải làm đầy mình trước đã. Đúng. Yêu thương làm đầy, nói chung là mình phải ngon trước đã, xong rồi mới cho người khác. Đúng rồi, mình phải ngon trước. Cái mà chị không thực hành được như Hằng đó là chị biết như thế, nhưng mà chị chưa thực sự quay lại để sửa được hẳn mình một cách ngon hẳn lên, hoặc là một cái nâng cấp mình lên, mà mình cứ bị đang rằng xé lúng túng. Nhưng mà khi gặp Hằng thì mình thấy rằng phương pháp nó bắt đầu đi từng bước, như kiểu mình từng ngày mình được dột từng lớp một, tắm một cái lớp mới, đó. Cảm thấy mình rất chậm, nhưng mà thôi, nhờ Hằng sẽ tiếp tục đi và sẽ nhìn ra rõ hơn và mình sẽ vững đó, cho dù muộn và có thể là đỡ đấy. Đây chị mời. Dạ. Cảm ơn chị Lan nhé, cảm ơn chị Lan đã chia sẻ với một lần đọc email của chị.